Minh Đường Tử Vi hân hạnh chào đón các bạn. Chúc các bạn bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự hành thông. Bước sang tháng 10 gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các bạn đón xem tử vi tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Hợi. Tử vi tháng 10 năm 2020 âm lịch. Tuổi Hợi, bôn ba vất vả, vận trình ảm đạm theo tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Hợi âm lịch, trong tháng đương đầu Thái Tuế, con giáp này phải gồng mình lên trong công việc. Bạn sẽ liên tục phải vất vả, tất bật, chưa xong việc này đã có cả đống việc chất chồng lên nhau chờ đợi phía sau. Cục diện Hợi, Hợi tự hình. Trong tháng 10 âm lịch này báo hiệu đây sẽ một tháng khá sóng gió với con giáp tuổi Hợi. Những việc quan trọng tốt nhất nên lùi lại thời điểm khác rồi hãng tiến hành để tránh rủi ro không đáng có. Dễ thấy nhất là trong tháng đương đầu Thái Tuế, con giáp này phải gồng mình lên trong công việc. Bạn sẽ liên tục phải vất vả, tất bật, chưa xong việc này đã có cả đống việc chất chồng lên nhau chờ đợi phía sau. Ngoài ra, thế lực tiểu nhân vây hãm ngày càng rõ ràng. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng con giáp này vẫn khó tránh được vẫn bị lôi vào cuộc. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. May mắn là nguyệt lệnh thai ở Hợi, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ sớm được đột phá khỏi thế bế tắc. Lại thêm chính quan hỗ trợ, con giáp này hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế nếu đủ quyết tâm và kiên trì. Tài vận không có khởi sắc rõ rệt. Dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ thời cơ của bạn chưa đến, hãy cố gắng án binh bất động chờ đợi thêm xem sao. Đã vậy việc kinh doanh, buôn bán có xu hướng chững lại do gặp phải đối thủ cạnh tranh lớn. Ngoài ra, bạn cũng nên cẩn thận khi tiến hành đầu tư, tránh bị lừa đảo gây hao tài tốn của. Việc thu, chi trong tháng cũng cần cân đối, tránh rơi vào tình trạng thất thoát do chi nhiều hơn thu. Về đường tình duyên, tâm trạng bất ổn, lên xuống thất thường có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Hợi hành xử khá bốc đồng và sốc nổi. Bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với nửa kia, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình. Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và trút lên đầu người thân như vậy. Bôn ba vất vả, nhọc lòng suy nghĩ cho công việc tình cảm cũng đang khiến sức khỏe của mệnh chủ bị bào mòn nghiêm trọng. Bạn nên chú ý rèn luyện, bồi bổ cơ thể để đủ sức chiến đấu với những sóng gió trong cuộc sống. Tử vi tuổi Hợi tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện sự nghiệp. Theo tử vi tháng, phương diện công việc của người tuổi Hợi sẽ có nhiều việc không thực sự như ý do chịu tác động của cục diện tự hình, không ít kế hoạch lập ra nhưng trở thành vô ích khi mọi việc dễ đi chệch hướng. Những việc quan trọng tốt nhất nên lùi lại thời điểm khác rồi hãng tiến hành để tránh rủi ro không đáng có. Dễ thấy nhất là trong tháng đương đầu Thái Tuế, con giáp này phải gồng mình lên giải quyết công việc. Bạn sẽ liên tục phải vất vả, tất bật, chưa xong việc này đã có cả đống việc chất chồng lên nhau chờ đợi phía sau. Thời gian và sức khỏe có đôi lúc còn không ủng hộ khiến bản mệnh cảm thấy vô cùng bế tắc, chật vật tìm mọi cách để xoay sở. Bạn hãy tìm hiểu kỹ xem khó khăn hiện tại là do vấn đề của chính mình hay tại hoàn cảnh. Nếu là do mình thì tự tìm cách thay đổi, không ai hoàn hảo cả, quan trọng bạn biết vấn đề của mình ở đâu và tìm cách xử lý chúng. Một lưu ý nhỏ là nhận định của bạn lúc này cũng không thật sự chính xác như bạn vẫn tưởng đâu. Vì thế, thay vì nâng cao quan điểm thì học cách lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn sẽ tốt hơn cho bạn đấy. Ngoài ra, thế lực tiểu nhân vây hãm ngày càng rõ ràng. Dù không có ý tranh giành, bon chen, nhưng con giáp này vẫn khó tránh được vẫn bị lôi vào cuộc. Phải thật thận trọng trong việc tin tưởng người xung quanh, đề phòng bị đâm lén sau lưng. Thời điểm này bạn cũng không nên quá vội vàng, cứ tập trung vào tiêu chí chậm mà chắc khi làm bất kỳ việc gì sẽ giúp bạn tránh được không ít rắc rối. Sự nhanh nhảu quá mức cần thiết lúc này có thể khiến bạn bỏ lỡ nhiều chi tiết quan trọng. May mắn là nguyệt lệnh thai ở Hợi, đại diện cho sự chuyển hóa, tiến triển, hứa hẹn vận trình sẽ sớm được đột phá khỏi thế bế tắc. Lại thêm chính quan nhập cục có dấu hiệu cho thấy có người sẽ hỗ trợ, giúp đỡ bạn một tay đấy. Con giáp này hoàn toàn có thể xoay chuyển tình thế nếu đủ quyết tâm và kiên trì. Nhưng nếu bạn cứ cố chấp, không thực hiện theo sự hướng dẫn và luôn tỏ thái độ hoài nghi thì tình hình sẽ không thể khá hơn đâu. Thuyền đến đầu cầu ắt tự thẳng, bạn phải trải qua sự tôi luyện của sóng gió thì mới có thể mạnh mẽ hơn, thành quả đạt được cũng sẽ ngọt ngào hơn rất nhiều.
tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Hợi âm lịch về phương diện tài lộc. Nếu người tuổi Hợi đang mong chờ một tháng với vận trình tài lộc đột phá và rủng rỉnh thì có lẽ tháng này chưa phải thời điểm ý nguyện của bạn thành hiện thực. Tài vận trong tháng không có khởi sắc rõ rệt. Dù đã rất cố gắng nhưng có lẽ thời cơ của bạn chưa đến, hãy cố gắng án binh bất động chờ đợi thêm xem sao. Đã vậy, các khoản thu nhập chưa thấy GVCU hiệu tăng, trong khi đó hàng loạt những khoản phải chi tiêu ập tới, khiến bạn trở tay không kịp, có thể phải đi vay mượn tạm thời. Do đó, việc thu chi trong tháng cần mau chóng cân đối, tránh rơi vào tình trạng thất thoát do chi nhiều hơn thu. Tình hình kinh doanh, buôn bán trong tháng có xu hướng chững lại do gặp phải đối thủ cạnh tranh lớn. Cách thức kinh doanh của bạn đã cũ, nên dành thời gian nghiên cứu, phân tích để tìm ra hướng đi mới. Cạnh tranh không phải lúc nào cũng tiêu cực, nếu như bạn đủ nhanh nhạy để biến cạnh tranh thành động lực và bàn đạp đẩy mình lên thì bạn hoàn toàn có thể đi trước thị trường, nắm lợi thế tiên quyết trong tay. Trong hợp tác đầu tư tuổi Hợi phải hết sức tỉnh táo, tránh bị kẻ xấu lợi dụng hoặc lừa gạt gây hao tài tốn của. Tử vi tuổi Hợi tháng 10 năm 2020 âm lịch về phương diện tình duyên. Xem tử vi tháng 10 năm 2020 của 12 con giáp âm lịch, đương đầu với thái tuế khiến người tuổi Hợi có xu hướng phóng đại cảm xúc của bản thân, mọi thứ khăng khăng thích làm theo ý mình, coi mình là nhất, không chịu lắng nghe lời khuyên, ý kiến của đối phương, từ đó phát sinh mâu thuẫn, xung đột. Tâm trạng bất ổn, lên xuống thất thường có thể là nguyên nhân khiến con giáp tuổi Hợi hành xử khá bốc đồng và sốc nổi. Bạn có xu hướng cư xử khó hiểu với người ấy, đôi lúc còn chủ động khơi mào chiến tranh chỉ để xả cơn bực tức của mình. Vì thế mà không khí gia đình bỗng trở nên căng thẳng, khiến mọi thành viên trong nhà đều cảm thấy ngột ngạt, khó chịu. Đừng đem những nỗi bực dọc bên ngoài về và trút lên đầu người thân như vậy. Các cặp đôi đang yêu cũng khó tránh cảnh giận hờn vô cớ vì một vài mâu thuẫn phát sinh. Suy cho cùng, khi cả hai không tìm được tiếng nói chung, ắt xảy ra xung đột, khoảng cách cứ lớn dần cũng vì những lúc như vậy. Người độc thân cũng bận rộn với công việc, không có thời gian dành cho chuyện yêu đương nên tình cảm vẫn dậm chân tại chỗ. Để thúc vận tình duyên, theo phong thủy phi tinh tháng 10 này, gia chủ nên đặt thêm những vật phẩm phong thủy cầu duyên ở góc chính tây trong nhà nơi có sao nhất bạch chủ đào hoa và nhân duyên xuất hiện, có thể cắm lọ hoa hồng hay đặt các biểu tượng đôi ở đó. Tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Hợi âm lịch về phương diện sức khỏe. Trong tháng này, thêm điều không vui phủ lớp màu ảm đạm lên bức tranh vận trình sa sút của người tuổi Hợi đến từ vấn đề sức khỏe. Tình trạng thể chất của con giáp này không được tốt lắm, phần nhiều là do bản mệnh lo lắng suy nghĩ quá nhiều khiến cho ăn uống kém ngon miệng, ngủ cũng không được an giấc. Bôn ba vất vả, nhọc lòng suy nghĩ cho công việc, tình cảm đang bào mòn sức khỏe của bạn nghiêm trọng. Nếu để tình trạng này kéo dài sẽ khiến cho sức đề kháng giảm sút, kéo theo đó là hàng loạt bệnh tật phát sinh. Vì thế, muốn cơ thể khỏe mạnh, trước tiên mệnh chủ phải điều chỉnh tâm trạng của mình, giữ tinh thần vui vẻ lạc quan thì mới có được sức khỏe tốt. Ngũ hành tương sinh tương khắc trong tháng 10 âm lịch năm 2020 của tuổi Hợi. Tuổi Ất Hợi, Hỏa, 21 nam thủy diệu, nữ mộc đức. Tháng này trong mưu sự còn trong chiều hướng may ít rủi nhiều, nam mạng không nên mưu cầu về tài lộc sẽ không như ý, công việc còn bế tắc, vận hạn không tốt tránh vòng động. Nữ mạng đề phòng trong giao thiệp dự báo gặp tai tiếng thị phi vì có tiểu nhân lợi dụng mà ưu phiền sinh bệnh. Tiền bạc làm lo lắng, tình cảm ưu phiền. Quý Hợi, Thủy, 33 nam vân hớn. Nữ La Hầu. Tháng này tuy không có chuyển biến nhưng còn trong chiều hướng không mấy tốt đẹp, công việc và tiền bạc còn trắc trở, tình cảm đến bất ngờ nhưng cẩn thận bị lợi dụng. Nữ mạng trong công việc đang có chiều hướng không đạt kết quả như mong muốn, tiền bạc có tin không vui, tình cảm nếu gặp gỡ người khác phái chớ tin người cần đề phòng bị lợi dụng. Tân Hợi, Kim, 45 nam mộc đức, nữ thủy diệu. Tháng tốt nên mưu sự sẽ thành công như ý, công việc đã hết trở ngại nên tiếp tục giao dịch thực hiện việc mới, về tiền bạc gặp may mắn, tuy còn tiểu nhân tranh phản nhưng có âm phù dương trợ mà vượt qua tai ách. Nữ mạng mọi mưu sự không còn trở ngại nên thay đổi hay thực hiện việc mới, về tiền bạc vui vẻ, tình cảm đề phòng có tai tiếng trong gia đạo. Kỷ Hợi, 1, 57 nam thủy diệu, nữ mộc đức. Tháng này còn trong chiều hướng may mắn tốt đẹp, mọi mưu sự về công việc và tiền bạc đã thuận lợi trong chiều hướng thăng tiến, tình cảm gia đạo an vui.
nữ mạng có thể đầu tư vào việc mới vì cơ hội tốt đã có, sẽ gặt hái thành công về tiền bạc. Gia đạo an khang, tình cảm vui vẻ. Đinh Hợi, Thổ, 69 Nam Vân Hớn. Nữ La Hầu, công việc và tiền bạc đến trong chiều hướng tốt đẹp, tình cảm đang có nhiều lo nghĩ, mọi mưu sự sẽ thành công như ý. Tháng này không có biến chuyển trong mưu sự nhưng do vận hạn đang tốt dần mà dự báo mọi sự như ý. Nữ mạng trong công việc có chiều hướng gặp may về tiền bạc, tình cảm gia đạo an vui, dự báo gặp tật bệnh nên sớm chữa trị. Cẩm nang vượng vận cho từng tuổi Hợi trong tháng 10 âm lịch năm 2020. 1. Đinh Hợi, Thổ, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán. Khẩu quyết, phải gồng mình lên giải quyết công việc liên tục vất vả, tất bật. Quý nhân, Mão Tuất. Tiểu nhân, Ngọ Mùi. Màu sắc may mắn, vàng, trắng. 2. Kỷ Hợi, Mộc Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, tránh nâng cao quan điểm, nên học cách lắng nghe và tiếp thu nhiều hơn. Quý nhân, Dần, Mùi. Tiểu nhân, Dậu, Sửu. Màu sắc may mắn, tím, trắng. 3. Tân Hợi, Kim, Nam Thái Dương, Nữ Thổ Tú. Khẩu quyết, tử vi tháng 10 năm 2020 tuổi Hợi âm lịch, cạnh tranh khiến tình hình kinh doanh có xu hướng chững lại. Quý nhân, Thân, Dần. Tiểu nhân, Sửu, Tỵ. Màu sắc may mắn, tím, trắng. 4. Quý Hợi, Thủy, Nam Thổ Tú, Nữ Vân Hán. Khẩu quyết, có xu hướng phóng đại cảm xúc, chút giận lên người không liên quan. Quý nhân, Ngọ Thìn, Tiểu nhân, Tỵ, Mão. Màu sắc may mắn, trắng, đen. 5. Ất Hợi, Hỏa, Nam Thái Âm, Nữ Thái Bạch. Khẩu quyết, lo lắng, suy nghĩ quá nhiều khiến tình trạng thể chất sụt giảm. Quý nhân, Dậu, Tỵ. Tiểu nhân, Thân, Ngọ. Màu sắc may mắn, hồng, nâu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn vui vẻ và nhiều may mắn, thành công trong tháng mới. Xin chào và